Sáng nay, Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập chi bộ đảng cơ sở tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thương mại Tân Việt Anh. Dự lễ công bố có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo huyện ủy Yên Mỹ. Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thương mại Tân Việt Anh thành lập năm 2001 tại xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, chuyên sản xuất kinh doanh bao bì các tông và cho thuê nhà kho, nhà xưởng. Hiện công ty có 85 cán bộ công nhân viên, trong đó có 3 đảng viên đang sinh hoạt khép tại Đảng bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên. Trong quá trình hoạt động, công ty luôn chấp hành tốt các quy định của pháp luật, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, quan tâm chăm lo phát triển tổ chức công đoàn, tổ chức hội phụ nữ và đoàn thanh niên trong công ty, nhận thức được vai trò ý nghĩa tầm quan trọng trong việc xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên, giúp doanh nghiệp hoạt động đúng chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt nội quy, quy định của doanh nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Tháng 7 năm 2021, công ty đã có công văn gửi Ban Thường vụ Đảng ủy khối đề nghị được thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh đã trao quyết định thành lập chi bộ cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thương mại Tân Việt Anh. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng lãnh đạo huyện Yên Mỹ, lãnh đạo Công ty Tân Việt Anh đã tặng hoa chúc mừng chi bộ. Được biết đây là tổ chức cơ sở đảng ngoài quốc doanh đầu tiên trực thuộc Đảng bộ khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh, được thành lập sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa 19 ban hành nghị quyết số 15 ngày 8 tháng 10 năm 2021 về xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong đơn vị kinh tế tư nhân giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.